trong video ngày hôm nay thì Gà sẽ có hai món đồ của The Grey muốn review với mọi người. Thì đầu tiên là như các bạn có thể thấy là một item Gà đã mặc sẵn trên người rồi á. Thì bật mí với các bạn là trong video ngày hôm nay ngoài việc review ra thì Gà còn sẽ có đưa ra một cái vài lựa chọn mismatch với những cái món đồ mà Gà review nữa. Thì đây là cái món đồ đầu tiên như các bạn có thể thấy ha. Thì đây là một chiếc jacket màu tím của The Grey. Thì Gà sẽ gỡ ra để có thể review với mọi người một cách kỹ hơn á. Chiếc jacket này á, đầu tiên á, là cái thứ mà gây ấn tượng nhất của Gà với Gà thì chắc là màu sắc của nó mọi người. Thì cái màu sắc đây là một cái màu tím pastel, nhìn rất là sang luôn. Có nghĩa là nhìn nó là một cái màu tím nhưng mà không có phải là màu tím bị sến á, mọi người có hiểu không? Và bây giờ Gà sẽ cho các bạn xem đằng sau. Thì đằng sau á là in hình kiểu rất là, nó giống như là kiểu space vũ trụ. Rồi ở dưới này thì nó có in một cái chữ The Grey. Nói chung là mình vừa mới mặc lên á thì mình sẽ biết là đây là áo của The Grey luôn. Và mình cảm thấy là cái thiết kế này thì nó khá là unique á, khá là độc nhất. Thì sẽ rất là khó để mình có thể tìm được ở những cái chỗ mà kiểu giống như là những cái local brand khác. Thì về tính sáng tạo thì Gà sẽ đánh giá khá là cao chiếc áo này. Tuy nhiên á, là về cái phần print của nó, như các bạn có thể thấy thì cái print của nó là nó thuộc cái dạng là dán lên chứ không phải là in. Có nghĩa là lúc mà trờ vào thì mình sẽ có cảm giác nó hơi bóng bóng á mọi người. Thì cái chất này á, thì Gà sẽ cảm thấy á, biết đâu được là khi mà mình giặt á thì Gà không biết là nó có thể còn giữ nguyên được như vậy hay không. Thường thường thì những cái chất này khi mà mình giặt thì nó sẽ dễ bị nhăn và dễ bị gãy hình ra á mọi người. Vậy nên thì Gà nghĩ là đối với cái áo này á, thì Gà sẽ cố gắng mặc thế nào đó để cho nó ít phải giặt nhất có thể. Mọi người hiểu không? Để mình bảo quản áo trong cái điều kiện condition tốt nhất có thể. Về phần trong á, bên trong của nó thì nó sẽ có lót một cái lớp bông ở đây. Thì Gà cảm thấy là mặc lên thì nó cũng sẽ khá là ấm dành cho những cái bạn mở Đà Lạt ví dụ như Gà. Và ở đằng trước ngực của nó thì nó sẽ có một cái logo của The Grey. Cũng là cái chất liệu này thì nó cũng không phải là in luôn mà là chất liệu cũng hơi dán y chang là đằng sau lưng vậy đó. Thì Gà hy vọng là sau một khoảng thời gian Gà giặt thì nó sẽ không có bị bung ra. Và cái size mà Gà có ở đây là size M á mọi người. Tại vì Gà rất là muốn mặc sao cho nó rộng hơn một chút xíu thì Gà lấy size M. Ngoài ra thì cái phần gấu của nó và phần zip nữa các bạn. Phần gấu của nó thì rất là chắc chắn đây. Các bạn có thể thấy thì phần gấu của nó rất là chắc chắn, may Gà cảm thấy cũng khá là tốt. Và phần zip của nó thì kéo cũng rất là mượt, chứ không có bị cảm giác là zip dởm rẻ tiền á mọi người. Cảm giác cái zip á, thì nó cũng rất là mượt, kéo lên kéo xuống ok, hoàn toàn ok. Và lúc mà mặc lên thì Gà cảm thấy là nó sẽ có thể kết hợp được rất là nhiều cách. Thì cái cách đầu tiên mà Gà muốn giới thiệu với các bạn đến trong video ngày hôm nay á, thì là một cái cách mà nói chung là nhìn tổng thể á, thì nhìn nó sẽ có cảm giác là hơi bánh bèo một chút xíu. Thì hiện tại Gà đang đội ở trên đầu là một cái mini, cái mũ mini màu vàng. Thì Gà cảm thấy màu vàng với màu tím là hai cái màu mà lúc mà đi chung với nhau nó đẹp nhất rồi á mọi người. Và ngoài ra thì Gà đang mặc một cái đầm trắng suông rất là basic thôi. Ở dưới thì mang một đôi boots da bóng màu đen thì để tăng thêm chiều cao để nhìn Gà không có bị lùn á. Và ngoài ra thì Gà nghĩ là đi chung với bộ đồ này á, highlight nhất sẽ là một cái phần kính á mọi người, một cái phần kính màu vàng đây. Như các bạn có thể thấy thì mặc lên á thì nhìn mình mặc dù nữ tính nhưng cũng khá là ngầu đúng không? Ngoài ra cái áo này có một phần Gà cũng rất là thích, đó chính là phần mũ đằng sau á mọi người. Tại vì cái phần mũ này nè, kiểu trong những cái lúc mà trời nắng quá thì áp dụng thực tế đi, mình có thể chùm hết lại đội lên xong rồi nhìn mình sẽ rất là giống ninja đúng không, thanh niên ninja nào đó, nhưng mà sẽ bảo vệ mình rất là tốt khi nắng. Thì Gà cảm thấy là cái điểm hay nhất của những cái chiếc jacket như thế này nè, có nghĩa là những cái lúc mà mình muốn cho người ta thấy cái outfit bên trong á, thì mình cởi ra. Còn những cái lúc mà mình cảm thấy là mình lười quá, mình chán đời thế này thế nọ, mình lười quá thì mình có thể kéo lên hết luôn. Và cái điểm mà Gà thích ở cái chiếc jacket này á, là Gà có thể kéo nó lên rất là cao luôn á mọi người. Có nghĩa là nếu mà Gà kéo lên thế thì cái cổ nó sẽ đứng lên được vậy luôn nè. Thì điểm này Gà rất là thích. Tại vì có một cái số chiếc jacket thì nó chỉ có thể kéo được tới ngang đây thôi và nó sẽ bè cái cổ ra. Không có được thời gian mấy. Tuy nhiên là cái này có thể kéo lên rất là cao và da rất là thích.
thì Gà đang kết hợp chung với lại là một chiếc bucket hat màu trắng. Tại vì Gà cảm thấy màu trắng đi chung với lại là màu tím thì nhìn nó sẽ hài hòa tổng thể. Và để cho bộ đồ mình stand out hơn thì Gà có sử dụng một chiếc bag màu đỏ mọi người. Thì cái bag này đó, đeo lên thì nhìn nó cute thôi, còn ở dưới thì Gà mang một cái đôi mà nó dạng là nó sẽ cao cao lên tới đây á mọi người, để nhìn cho nó kiểu streetwear hơn, hip hop level die, ngầu hơn, dark wear. Nói chung là cái kiểu này thì nó cũng chỉ là để hài hòa tổng thể thôi. Tại vì Gà cảm thấy là đôi khi á, cái việc mà để chân hết á, để chân từ trên xuống dưới á mọi người, đi ngoài đường á thì rất là hại chân á. Tại vì trời ở ngoài đường thì rất là nắng, mùa này thì nắng độc nữa, nên Gà sẽ keen on những cái đôi mà nó kéo được lên cao cao hơn một chút xíu như thế này để bảo vệ đôi chân của chúng ta. Ok, các bạn thấy outfit của Gà nhìn có cool không? Gà sẽ xoay một vòng cho mọi người xem nha. Và ngoài ra thì các bạn hoàn toàn có thể đeo thêm kính không á? Gà vẫn mang thêm cái kính màu vàng vàng lúc nãy á mọi người, xong mình sẽ đeo lên. Ok, đúng không? Màu vàng với màu tím là một cái sự kết hợp mà xưa giờ vẫn chưa bao giờ là sai cả. Cool. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this. Thì đây là item thứ hai mà Gà có trong video ngày hôm nay của The Grey mà Gà muốn review với mọi người á. Thì đây là một cái chiếc sweater mà nó màu base của nó là màu trắng, tuy nhiên hai cái tay của nó là sáng tạo luôn á mọi người. Có nghĩa là một tay màu hồng và một tay màu xanh. Thì hai cái màu này lúc đi chung với nhau thì Gà thấy cũng rất là ổn á. Và đặc biệt là Gà rất là thích cái logo The Grey ở ngay bên tay áo mọi người, một cái logo The Grey xong rồi màu hồng nó sẽ kiểu pop up giữa một cái, nó sẽ nổi bật lên luôn giữa cái đống màu xanh này. Và ngoài ra thì bên cái tay màu hồng á thì nó cũng sẽ có một cái logo của The Grey. Tuy nhiên đây là một cái miếng giống như kiểu cao su xong rồi họ may vào đây. Thì Gà cảm thấy là ok. Về vấn đề logo này nọ, về in ấn này nọ, cái này á thì Gà cảm thấy là thích hơn cái lúc nãy. Ở bên ngực trái thì nó có một cái hình que kem rất là cute cho mọi người. Thì Gà cảm thấy là nếu mà hình theo vậy thì Gà sẽ cảm thấy chắc chắn hơn á. Có nghĩa là Gà sẽ không có sợ là lỡ một ngày nào đó mình giặt đồ mà kiểu tất cả cái đống này nó bị bay hết đó mọi người. Mọi người có hiểu được không? Còn bản thân của nó thì rất là basic thôi, thì cảm thấy là một chiếc áo nó khá là tiết chế so với cái áo lúc nãy, tuy nhiên nó cũng khá là được nổi bật á, tại vì hai tay của nó là chế màu rất là, nhìn rất là xanh đúng không, nhìn rất là trendy, cách trend. Về chất á thì cái chất này nó cũng khá là giống với lại cái áo khoác lúc nãy á mọi người, chất nãy mà nó có lót bông như vậy ha. Thì nói chung là đây là một cái chất mà Gà cảm thấy là mặc lên á thì nó cũng không bị nóng quá, mà nó cũng không có bị giống như là kiểu mỏng á mọi người, có thể nó không mỏng quá nhưng mà nó cũng không làm cho mình bị nóng quá. Ok mọi người có hiểu không? Thì đây là cái mix match đầu tiên mà Gà muốn cho các bạn xem luôn. Thì Gà xin lỗi là có lẽ là cái mix match này á thì nó hơi lặp lại với lúc nãy. Tuy nhiên á là đối với chiếc sweater thì Gà cảm thấy cái lựa chọn khi mình mặc chung một chiếc short trắng nè, xong mình mang ở giữa là một đôi sneaker, thì nói chung là Gà cảm thấy cái đôi Jordan này nè, thì cái sắc của nó cũng hơi xanh xanh một chút xíu, thì phối hợp tổng thể thì nhìn khá là ok. Gà vẫn sử dụng cái bag màu đỏ như lúc nãy để làm cho cái bộ đồ của mình nó có một cái điểm nhấn nào đó. Và ở trên thì Gà phối hợp chung cái cap với mọi người, một cái mũ đến từ Bluemode. Ở bên cạnh thì nó có một cái dòng hair, đồng hair thì nó rất là hợp với vibe của hôm nay của Gà luôn. Các bạn có thể từ đầu video đến giờ thì Gà toàn đội mũ không? Đó là bởi vì nói chung là Gà hơi lì bộ đầu chút xíu, thì những ngày này mũ là vật dụng cứu cánh tuyệt vời. Khi mà mình mặc một cái bộ mà nó khá là basic như vậy đó, thì khi mà mình chồng một cái áo khoác lên thì nhìn mình sẽ khá là cool hơn. Và Gà cảm thấy là màu sắc mọi thứ đang phối hợp với nhau khá là tốt, thậm chí là từ cái cap cho tới cái dây, cái túi của Gà cũng vậy, nó đang phối hợp với nhau là khá là ok. Và ngoài ra thì đôi giày ở dưới nữa. We'll be started.
Ok, thì video review của ngày hôm nay đã kết thúc. Thì nói chung á, căn bản á, một vòng lại á, thì Gà cảm thấy là đồ của The Grey chất lượng của nó khá là tốt. Gà chỉ hơi lo ngại về cái khả năng bám trụ cái print đằng sau lưng thôi. Còn lại thì với chiếc áo ở trong này nè thì Gà lại happy hơn, tại vì nó kiểu theo đồ mọi thứ nó theo đính vào một cách, nói chung là nó có liên kết hơn đó mọi người, hiểu không? Có nghĩa là liên kết của nó chặt hơn so với việc là mình dán nó như thế này. Nhưng mà nếu mà Gà nghĩ là khi mà mình cố gắng bảo quản hơn chút xíu thì cái condition của áo cũng sẽ rất là tốt thôi. Và ngoài ra thì Gà cảm thấy là đồ của The Grey thì rất là trendy nè. Ví dụ như là cái màu tím này nè, hiện tại rất là trend đúng không mọi người. Và nó cũng dễ mặc nữa, tại vì form thì kiểu Gà là cao 1m55 và nặng bao nhiêu ký ta? Và nặng hình như là tầm 44 ký á. Thì nói chung là Gà cũng thuộc dạng type người rất là gầy á mọi người. Tuy nhiên là khi mà Gà put on đồ á thì nó không có cảm giác là bị rộng quá, mặc dù size ở đây Gà mua cũng là size M và size L. Thì lúc mà mặc lên thì Gà cũng thấy mặc oversize nữa, thì Gà cảm thấy mặc vậy thì kiểu nó thoải mái hơn và nó đúng cái chất lượng của hơn á mọi người. Ok, hy vọng là các bạn thích video này của Gà. Nếu mà các bạn thích Gà review thêm những local brand nào nữa, hãy comment ở dưới cho Gà biết nha. Nói chung là cái series này Gà nghĩ là Gà sẽ cũng cố gắng làm cho nó khá là dài á. Ok, bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau của Gà Ly TV nha. Nếu các bạn thích video thì nhớ like và subscribe cho Gà Ly nha. Ok, cho Gà nha. Bye bye.